Chào mừng các bạn đến với Học Excel Online. Trong video clip này, chúng ta sẽ tìm hiểu về vẽ biểu đồ ở trong Excel. Và đặc trưng của cái biểu đồ này đó chính là việc các cái dữ liệu có cái sự chênh lệch rất là lớn. Và loại biểu đồ chúng ta sẽ là loại biểu đồ hình tròn. Và chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm hiểu cái nội dung này cụ thể như thế nào. Ở đây chúng ta có một bài tập, đó là có một cái bảng dữ liệu. Và từ bảng dữ liệu này chúng ta phải vẽ ra một cái biểu đồ hình tròn thể hiện doanh số của từng nhân viên. Tuy nhiên thì khi nhìn ở bảng dữ liệu thì chúng ta thấy là một số nhân viên đã xuất hiện nhiều lần ở trong một cái bảng. Và trên nguyên tắc để có thể vẽ ra cái biểu đồ thì chúng ta phải làm trên một cái báo cáo mà trong đó các cái đối tượng của báo cáo cụ thể ở đây đó là tên nhân viên chỉ xuất hiện một lần, không xuất hiện trùng. Vì vậy bảng dữ liệu này chúng ta vẫn là bảng dữ liệu thô. Chúng ta phải tổng hợp nó lại thì chúng ta mới có thể vẽ được biểu đồ. Vậy thì tổng hợp như thế nào? Đầu tiên đó là tên nhân viên, lọc bỏ các danh sách, lọc bỏ các cái giá trị trùng, chỉ giữ lại những người không trùng. Thì cách làm như sau, chúng ta sẽ copy cái cột tên nhân viên này, phím tắt là Ctrl C. Sau đó chúng ta dán nó ra, ví dụ dán ra cột D. Và trong cột D này chúng ta sử dụng một cái công cụ, đó là trong thẻ data các bạn chọn Remove Duplicate, tức là loại bỏ dữ liệu trùng. Bấm vào mục này. Do chúng ta đang chọn cột D thì chúng ta có thể thấy cô lầm ra là nhân viên. Chúng ta bấm phím OK. Thì Excel thông báo chúng ta biết là đã có 4 giá trị trùng bị loại bỏ và có 9 giá trị không trùng còn tồn tại. Đó, đây là cái phương pháp lọc giá trị trùng ở trong Excel. Nó để kẻ khung cái vùng này lại. Tiếp theo là chúng ta sẽ lấy doanh số tổng hợp cho từng nhân viên trong cái bảng này. Mình sẽ lấy cái nội dung doanh số sang. Để có thể xác định được doanh số theo từng nhân viên thì chúng ta có hàm SUMIF bằng SUMIF. Bởi vì điều kiện chúng ta là điều kiện nhân viên nên chúng ta phải tính tổng theo điều kiện. Vùng dữ liệu, đối tượng thứ nhất của hàm SUMIF là range, tức là vùng chứa điều kiện. Ở đây chúng ta sẽ chọn cho cột nhân viên bắt đầu từ A2 đến A14. Và các bạn lưu ý tất cả những cái đối tượng bên ngoài bảng báo cáo, ví dụ ở đây bảng báo cáo chúng ta có bao gồm cột D, cột E, thì những cái dữ kiện bên ngoài hai cái vùng bảng này sẽ đều phải cố định nó lại. Chúng ta sẽ cố định bằng phím F4. Đó. Ở đây tham chiếu tới một cái vùng bảng khác, do đó cái vùng tham chiếu này chúng ta phải cố định. Phải chuyển sang điều kiện. Điều kiện nằm trong cột nhân viên chính là tên của từng nhân viên, chúng ta sẽ chọn ở D2. Do D2 nằm trong cái bảng báo cáo chúng ta nên chúng ta không cần cố định. Nếu có cố định thì do cột tên nhân viên nằm trên một cột thì chúng ta sẽ cố định cột D. Trong trường hợp nếu mà công thức có di chuyển sang bên tay phải thì chúng ta sẽ cố định cột D, còn nếu không thì chúng ta không cần cố định cũng được. Tiếp theo là vùng tính tổng, sum range. Vùng tính tổng sẽ chính là cột doanh số. Cột này nằm ở vùng bảng A2 cho đến B14. Do đó trên cột B từ B2 đến B14 chúng ta sẽ cố định cái vùng này lại. Đó. Thì kết quả của từng người chúng ta sẽ sao chép công thức xuống dưới, kẻ khung lại. Và như vậy chúng ta đã có một cái bảng tổng hợp doanh số của từng nhân viên. Từ cái bảng dữ liệu ban đầu chúng ta phải tổng hợp lại ra một cái bảng này. Đây mình sẽ thêm một cái phím mũi tên để cho các bạn dễ hình dung các bước thực hiện như sau. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ biểu đồ từ cái vùng biểu đồ này. Thì các bạn để ý này, dữ liệu chúng ta nó không theo một cái trật tự gì cả, bởi vì tên nhân viên được sắp xếp lộn xộn. Do đó trước khi vẽ biểu đồ chúng ta phải tiến hành sắp xếp dữ liệu trước, bởi vì sắp xếp dữ liệu là một nguyên tắc bắt buộc khi chúng ta vẽ biểu đồ. Do đó chúng ta sẽ chọn toàn bộ cái bảng dữ liệu này. Các bạn có thể bấm vào vị trí bất kỳ trên bảng dữ liệu và bấm phím tắt là Ctrl dấu sao hay là Ctrl Shift số 8. Đó,
để chọn toàn bộ cái bảng dữ liệu này. Tiếp theo chúng ta chọn vào thẻ data, chúng ta chọn mục sort. Ở đây chúng ta sẽ sort theo doanh số. Chúng ta sẽ sort by là cột doanh số. Và order chính là cái thứ tự sắp xếp. Ở đây chúng ta sẽ sắp xếp theo thứ tự là số lượng lớn nhất và giảm dần. Chọn largest to smallest, tức là lớn rồi nhỏ dần. Ok. Đó. Thì chúng ta thấy dữ liệu được sắp xếp lại như thế này. Thì các bạn để ý là cái độ chênh lệch của dữ liệu giữa người đứng đầu là 260 với người đứng cuối là 10, tức là chênh lệch đến 26 lần. Thì nhìn trên biểu đồ chúng ta sẽ vẽ như thế nào. Để có thể vẽ biểu đồ, các bạn sẽ chọn bảng dữ liệu trước, sau đó chúng ta vào mục Insert và chọn biểu đồ. Ở đây chúng ta vẽ thêm biểu đồ hình tròn. Ở biểu đồ hình tròn chúng ta có rất là nhiều dạng, và trong đó chúng ta có một cái dạng là biểu đồ pie of pie, tức là biểu đồ chia phần. Một số đối tượng chiếm tỷ lệ ít, chúng ta sẽ gom lại và chia nó ra các tỷ lệ nhỏ hơn, ở một cái biểu đồ nhỏ hơn. Ví dụ như ở đây, đây là một cái dạng biểu đồ pie of pie. Và bây giờ chúng ta sẽ thêm các cái chỉ tiêu vào trong cái biểu đồ này. Các bạn bấm vào thẻ chat tool, mục design, và chúng ta chọn quick layout. Ở đây chúng ta có thể cho ngay cái số cho từng người vào trong cái biểu đồ này. Đó, các bạn chọn quick layout. Hoặc các bạn ấn vào mục add chart element và các bạn chọn vào data label. Data label này chúng ta sẽ chọn outside end, tức là đưa dữ liệu ra bên ngoài, không ghi chú trực tiếp vào bên trong. Đầu tiên chọn quick layout một đối tượng để đưa cái dữ liệu này vào biểu đồ. Tiếp theo chọn chart add chart element data label và chúng ta chọn outside end. Đó. Thì chúng ta sẽ ghi chú ở bên ngoài biểu đồ để cho dễ nhìn hơn. Và các bạn có thể để ý này, các cái dữ liệu ba nhân viên Mai, Cường và Bình chiếm tỷ lệ nhỏ. Tổng của ba nhân viên này chiếm khoảng 7%, và chúng ta sẽ có cái mục AR ở đây là 7%. Trong mục AR sẽ làm rõ ra từng nhân viên chiếm bao nhiêu phần trăm trong cái 7% này. Đó, các bạn có thể để ý được cái biểu đồ dạng như này. Và để có thể tùy biến cái biểu đồ này, chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn bấm vào vị trí bất kỳ ở trong cái biểu đồ, một trong hai cái biểu đồ. Đó. Khi các bạn bấm vào biểu đồ, nó sẽ có cái vị trí chọn như chúng ta thấy ở trên màn hình. Kích chuột phải và chọn Format Data Series. Đó. Trong mục Format Data Series, các bạn có thể để ý này. Thứ nhất là mục Value in Second Plot, tức là các cái đối tượng ở bên cái biểu đồ nhỏ này, chúng ta có bao nhiêu đối tượng. Nếu chúng ta chọn số 3 thì nó sẽ có 3 đối tượng là Mai, Cường và Bình. Nếu như là số 4 thì các bạn sẽ thấy thêm đối tượng Long. Và mục AR này mở rộng ra 15%. Đó. Và nếu chúng ta giảm đi xuống 3, xuống 2 thì nó chỉ còn 3% cho Cường và Bình. Đó. Đấy là cách để chúng ta phân bổ các cái đối tượng vào biểu đồ nhỏ. Tiếp theo là chỉnh kích cỡ biểu đồ nhỏ, thì chúng ta sẽ có cái mục Second Plot Size. Ở đây là 75%. Nếu như chúng ta chọn 50%, đó, thì các bạn thấy biểu đồ này nó thu nhỏ đi một chút. Đó. Và chúng ta thấy nó chỉ bằng nửa so với biểu đồ gốc thôi. Và để tô màu cho hai cái biểu đồ này, chúng ta có thể chọn vào mục Change Color. Các bạn có thể chọn hệ màu tương ứng để chúng ta nhìn biểu đồ cho dễ nhìn. Biểu đồ này là biểu đồ hoàn toàn màu xanh kết hợp với màu xám. Biểu đồ này là kết hợp nhiều màu, trong đó đa phần là màu vàng và màu cam. Đó. Hoặc là biểu đồ phối màu theo dạng này, tức là màu sắc giảm dần theo cái độ đậm nhạt của màu. Đó. Tỷ lệ càng lớn thì màu càng đậm, tỷ lệ càng nhỏ thì màu càng nhạt. Đấy là cách để biểu diễn các loại màu sắc của biểu đồ. Thì như vậy, qua cái video clip này, chúng ta đã có thể hình dung được cách vẽ biểu đồ dạng pie of pie, cũng như là bố trí các cái chỉ tiêu định dạng màu sắc trên biểu đồ. Thì để có thể tìm hiểu thêm các kiến thức về biểu đồ, các bạn có thể tham gia khóa học về biểu đồ của Học Excel Online. Thông tin về khóa học các bạn có thể tìm kiếm ở trên phần mô tả của video clip này. Thì cảm ơn các bạn.
Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo.